Ready, set, go! Xin chào mọi người. Hôm nay chúng tôi gửi đến bạn cách làm giảm nếp nhăn, vết thâm trên tay và giảm sưng tay bằng cách massage, kéo căng. Đối với bàn tay của chúng ta, nó có thể chỉ ra tuổi tác của mỗi người. Mỗi ngày bạn sử dụng tay của bạn mọi lúc. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và sức nóng đã làm xỉn da tay, bắt đầu có đốm đen xấu xí. Theo tuổi tác, chất béo sẽ thu hẹp lại, da khô và thiếu linh hoạt gây ra nhiều nếp nhăn. Làm việc trước màn hình máy tính mà lúc nào cũng dùng ngón tay, bạn bị đau và sưng các ngón tay. Hôm nay chúng tôi có một cách để trẻ hóa da tay của bạn bằng cách massage để giúp giảm nếp nhăn và vết thâm. Bao gồm kéo căng các cơ xung quanh ngón tay và cổ tay để giảm sưng đau dọc các khớp ngón tay. Chỉ cần nhấp vào thẻ ở trên và làm theo. Bắt đầu bằng cách rửa tay trước khi thực hiện các bài tập này. Cổ tay trong 10 giây. Nắm bàn tay, xoay cổ tay 10 lần. Quay cổ tay lại 10 lần. Bắt đầu với tinh dầu hoặc kem dưỡng da mà bạn có. Thoa và xoa lên mu bàn tay và cánh tay. Lúc này bạn hãy xoa bóp các ngón tay theo chuyển động tròn, dọc theo các ngón tay và các khớp liên tục lặp lại nhiều lần. Kéo mỗi ngón tay vài lần. Bạn thực hiện xoa bóp không gian giữa các ngón tay. Điều này giúp cải thiện dòng chảy của chất dinh dưỡng và tính linh hoạt. Nối hai bàn tay lại với nhau và xoay cổ tay của bạn theo chuyển động tròn 10 lần.
cổ tay xuống, dùng tay còn lại đẩy từ dưới lên, thực hiện vài lần, giúp kéo giãn các khớp. Co bóp cánh tay, bắt đầu bóp từ cổ tay đến khuỷu tay. Làm tương tự cho bên còn lại. Mở rộng cánh tay, đưa lòng bàn tay của bạn về phía trước và dùng tay còn lại giữ các đầu ngón tay và kéo về phía bạn. Bài tập này giúp kéo căng cơ cánh tay và cổ tay, giữ trong 10 giây. Thực hiện làm lại cho bên còn lại. Bài tập này đến đây là kết thúc. Hãy kiên trì tập luyện nó vào buổi sáng mỗi ngày sẽ giúp đôi tay của bạn trông đẹp hơn. Bạn thấy bài tập này thế nào? Nó có là bài tập bạn yêu thích hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.